Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cái mẫu tiểu cảnh này ha. Cái mẫu tiểu cảnh này thì nó có 4 người ha. Chiều dài thì nó 60. Cái chiều ngang thì nó cũng 60, cái này như là vuông ha. Còn cái chiều cao á, chiều cao cái này là cái cây này là 1 mét nữa các bạn. 1 mét nè. Còn cái lá guồng này á là nó 6 tấc nha. Thì cái mẫu này nó có 4 người ha. Một cái xe đạp, một câu cá ha. Đây. Mấy này thì ông giả gạo mà ông cưa củi ha. Khi các bạn mua nè, các bạn thấy nè. Xe đạp của mình làm rất là chi tiết các bạn ha. Đây. Chứ xe đạp làm lâu lắm ha. Vô, ông câu cá vò cẳng này ha. Khi bạn mua sản phẩm của mình á thì cái màu sắc thì tùy các bạn nha. Mình chỉ giới thiệu với các bạn cái mẫu này từ bên kênh này á. Còn các bạn xem chi tiết hơn thì các bạn qua bên cái kênh tiểu cảnh ống nhựa nha. Tại vì tiểu cảnh ống nhựa mình chỉ quay video không mà. Giờ mình quay chi tiết cho các bạn xem ha. Kích thước á, để cho các bạn dễ hiểu khi các bạn muốn xem cái mẫu kích thước như thế nào á. Rồi để mình test cho bạn xem nha. Dạ, khi mà nó hoạt động thì nó như vậy đó. Đó. Cái này thì có sử dụng có chỉ có một cái đầu nước ha, nên là chúng ta sử dụng cái máy bơm nhỏ nhỏ thì nó được rồi. Còn cái cách chỉnh như thế nào á thì khi mà các bạn mua của mình á, cách chỉnh sử dụng sao thì mình sẽ làm một cái video khác á, để hướng dẫn cho các bạn cách chỉnh thì nước chảy sao á cho các bạn sử dụng khi mình gỡ đi á. Rồi các bạn, cái kênh này á là mình chuyên làm những cái video hướng dẫn làm những cái tiểu cảnh á. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình rồi để theo dõi những cái video mình làm tiểu cảnh tiếp theo ha. Tại vì cái kênh này cũng là mới nên mình làm tại vì khi mình làm hướng dẫn cho các bạn một cái tiểu cảnh làm rất là lâu, như một cái làm mấy ngày, nên mình những cái video của mình lại sẽ làm từ phần. Khi mà các bạn muốn làm tới cái phần nào thì các bạn vào video đó các bạn làm cái phần đó xong rồi, khi các bạn làm xong hết rồi các bạn ráp lại ha. Tại vì mình cái tiểu cảnh nó nhiều chi tiết lắm á, mình làm gom lại một cái video thì nó mất thời gian lắm. Nếu bạn đăng ký kênh của mình để theo dõi những cái video mình hướng dẫn tiếp theo ha. Dạ thì bắt đầu từ bây giờ thì cái kênh tiểu cảnh ống nhựa của em không có đăng về nhạc nữa. Em chuyên làm về cái tiểu cảnh ống nhựa thì em chuyên về những cái hướng dẫn nè, thì những cái tiểu cảnh em đăng lên á. Đừng nếu cô bác anh chị nào muốn mua thì liên hệ với em số điện thoại Zalo trên góc màn hình. Còn nếu cô bác anh chị muốn tự tay làm cho một cái để chơi á thì cũng vào kênh tiểu cảnh ống nhựa để xem những cái hướng dẫn của em á, để xem để làm cho một cái để chơi ha. Thì những cái video em hướng dẫn á, em làm rất là chi tiết. Cô bác anh chị muốn ấy thì muốn làm thì cứ vào đó xem để làm theo ha. Và cô bác chị nào muốn nghe nhạc chế của em á, thì xin vào cái kênh Minh Tuấn Bolero. Cái kênh Minh Tuấn Bolero này thì em có để cái đường link dưới phần mô tả. Cô bác chị nào muốn nghe nhạc chế thì xin kéo xuống cái phần mô tả, thấy cái kênh mà Minh Tuấn Bolero thì cô bác chị bấm vào đó và nói nghe nhạc chế, nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha. Và em có cái kênh là chuyên quay về những cảnh miền Tây, sông nước, cuộc sống của người miền Tây á. Tên là Tuấn Vĩnh Hưng. Dạ, kênh em cũng có để đường link phần mô tả. Nếu cô bác anh chị nào quan tâm và ủng hộ em thì xin kéo xuống phần mô tả để bấm vào ha. Cô bác anh chị nào muốn mua thì những sản phẩm của em thì liên hệ với em có số điện thoại Zalo trên góc màn hình nha. Dạ rồi, video bữa nay cũng xin kết thúc. Chân thành cảm ơn cô bác anh chị đã xem video ủng hộ nha. Dạ, tạm biệt. Bye bye.
xuống sông này chú ha. Rất là đẹp, rất là chi tiết, cao 6 tấc, tuyệt vời. Bên đây thì làm cái sàn cho nó cao lên cỡ 1 tấc cho nó phù hợp á.